tiên mà em đi nó chưa có cái đường này á, là có những chỗ là cái bộ qua nhảy xuống đẩy bộ đẩy đẩy, đẩy vô rú ga như vậy đó. Coi như là ngon lắm rồi không? Nhưng mà có cái là phải đi cho biết. Đi xuống rồi bắt đầu lên rồi mới thấy là khủng khiếp. Khủng khiếp á. Giờ xuống kia sợ mấy nè, sợ bánh như vậy. Ủa, sợ không chứ nè. Kia đó, giờ mình lên tới đây là tính ra là cao 300 mét rồi. Phòng vẫn không dám đi đâu. Phòng vẫn dám đi đâu. Bây giờ dễ coi như là 70% rồi đó. Đây là em biết mà em nói là không dám kêu đi nữa. Đi cho biết thôi.